chào mừng đến với chương trình hôm nay của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn năm thành phố nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam tại Georgia. Hãy cùng khám phá nhé! Số 1. Thành phố John Creek John Creek là một trong những thành phố tốt nhất để sống ở Atlanta và Hoa Kỳ với một trong những chất lượng giáo dục tốt nhất. Có khoảng 5,5% dân số của John Creek là người Việt Nam. Ngoài ra, cộng đồng người Việt ở đây rất phát triển và đa dạng có nhiều cơ hội việc làm và sinh hoạt xã hội. Giá trị nhà ở ở John Creek cũng cao hơn so với các thành phố khác, cho thấy mức độ thịnh vượng và sự phát triển của thành phố này, giá trị nhà ở trung bình ở đây khoảng 549.000 đô la. 2. Thành phố Suwanee Suwanee là một địa điểm đến hàng đầu để di chuyển tới tại Atlanta, Georgia. Điều này là do thành phố có không gian xanh rộng lớn và những cơ sở giáo dục tuyệt vời. Sự hiện diện của một số trường học hàng đầu, như trường North Winnet. Suwannee trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người di cư. Ngoài ra, Suwannee còn có tỷ lệ tội phạm thấp. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 4,8% dân số Suwannee là người Việt. Người Việt đến Suwannee thường thích khám phá Suwannee Greenway, một khu vực không gian mở lý tưởng để đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Giá trị nhà ở trung bình ở Suwannee khoảng 400.000 đô la. 3. Thành phố Duluth. Đu Lúc. Đu Duluth Lúc là một thành phố lớn hơn với khoảng 3,2% dân số là người Việt Nam. Thành phố này có rất nhiều lựa chọn ẩm thực châu Á tuyệt vời và các trung tâm thương mại lớn. Không chỉ vậy, Duluth còn có nhiều không gian xanh, công viên và các hoạt động giải trí cho cả gia đình. Giá nhà ở trung bình tại Duluth vào khoảng 397.000 đô la, phù hợp với nhiều đối tượng người dân. Cộng đồng người Việt đến Duluth thường yêu thích khám phá những địa điểm ẩm thực châu Á như khu phố thương mại Plisang Hill. Những trường học hàng đầu được yêu thích bởi cộng đồng người Việt ở Duluth bao gồm trường Trung học Duluth High School và trường Trung học Bigrigrit High School. 4. Thành phố Buford. Buford là một thành phố nhỏ tại quận Gwinnett và được biết đến với những khu mua sắm lớn như Mall of Georgia. Nằm cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 40 phút lái xe. Thành phố này có môi trường sống yên tĩnh, nhiều công viên và trường học tốt, Buford cũng có nhiều công ty và cơ hội việc làm tốt. Cộng đồng Việt Nam ở đây cũng đang phát triển và có nhiều quán ăn ngon. Theo các trang web bất động sản, giá nhà trung bình tại Buford, Georgia là khoảng 325.000 đô la đến 350.000 đô la. Tuy nhiên, giá cả có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và loại nhà. năm. Thành phố Lorenville Lorenville là một thành phố tại quận Gwinnett, cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 35 phút lái xe. Lorenville cũng là một thành phố có cộng đồng người Việt tại Atlanta. Nơi đây có nhiều cửa hàng và nhà hàng Việt Nam. Theo dữ liệu gần đây, Lorenville có khoảng 1,6% dân số là người Việt Nam, cộng đồng người Việt ở đây đang ngày càng phát triển. Các cư dân Việt thường chọn View là nơi sống bởi vì nó rất thuận tiện để đi lại đến các thành phố lân cận như Duluth, Suwannee và Buford. Giá trị nhà ở trung bình ở View cũng khá hợp lý, khoảng 280.000 đô la. Với những lý do này, chúng ta có thể thấy rằng các thành phố này là lựa chọn tốt để đến định cư tại Atlanta, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin vui lòng nhấn nút like và subscribe nhé hẹn gặp lần sau